thiệt hả ta? Mình có khả năng tạo ra nước hả? 1, 2, 3. Hey! Vậy là đúng rồi, mình có khả năng tạo ra nước. Ủa? Là trâu mà. Ủa mà trâu làm gì vậy ta? Sao mà trâu làm gì mà cứ đứng đó rồi cứ nhìn chằm chằm vào trong hai bàn tay của trâu vậy? Ủa, chị Ngọc Lan, may quá, trùng hợp thiệt. Mình đang định chạy đi tìm chị Ngọc Lan đây nè. Rồi, bây giờ thì chuyện gì nè? Trâu làm cho Lan tò mò quá à. Chuyện là mình có khả năng tạo ra nước á chị Ngọc Lan. Ghê chưa, ghê chưa? Ôi, Ngọc Lan có nghe lầm không? Ôi, cái chuyện này là lạ lắm nha. Ngọc Lan nghe lần đầu tiên luôn đó. Chị Ngọc Lan xin nha. Đó, chị thấy chưa? Lá cây ướt rồi, đã bảo bàn tay của mình có khả năng tạo ra nước mà. Trời ơi, hay quá vậy. Ui, cái điệu này người ta gọi là siêu năng lực đó. Ủa, ai đây, ai đây? À, lâu quá không gặp Ngọc Lan với bạn Châu rồi ha. Đốc tư khỏe, đốc tư khỏe. Chào đốc tư khỏe nha. Ngọc Lan đang ở đây để xem màn trình diễn siêu năng lực của bạn Châu đó. Đúng rồi, đốc tư khỏe. Châu vừa mới phát hiện mình có siêu năng lực, có thể tạo ra nước từ lòng bàn tay đốc tư khỏe ơi. Thật ra, đây không phải là siêu năng lực gì đâu nha. Đây là một căn bệnh có tên là phong thấp ra mồ hôi tay chân đó. Ủa, thiệt vậy hả đốc tư khỏe? Không phải siêu năng lực, mà là bệnh sao? Bệnh phong thấp là sao vậy đốc tư khỏe? Đốc tư khỏe có thể giải thích cho Ngọc Lan hiểu không? Khi chức năng của hệ thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, bộ phận cảm biến thân nhiệt hoạt động kém hiệu quả, gửi tín hiệu sai lệch, khiến mồ hôi tiết ra liên tục không kiểm soát. Hèn chi, ngoài tay ra thì cái bàn chân của mình cũng ướt ướt. Mình lại còn thủ siêu năng lực của mình sắp nâng cấp đâu chứ. Trời ơi, tội nghiệp bạn Trâu quá à. Vậy đốc tư khỏe có phương pháp nào giúp cho Trâu không? Alo, bạn cứu riêng hả? Tới đây đi nào, có bạn cần chúng ta giúp nè. Mình đã có mặt rồi đây. Chào mọi người nha. Mọi người cần mình giúp gì hả? Ôi, xin chào cụ Riền. Đốc tư khỏe nói là bạn Trâu bị phong thấp tay chân á. Cụ Riền có cách nào giúp cho bạn Trâu không? Tất nhiên là được nè. Mình có chứa kháng hoạt chất mang đặc tính kháng viêm, nên rất có ích trong việc điều trị phong thấp và còn rất nhiều căn bệnh khác nữa nha. Đầu tiên, chúng ta dùng 60g củ riền, 60g trần bì hay còn gọi là vỏ quýt, 60g hạt tía tô. Rồi sau đó đem tất cả các gì đã chuẩn bị phơi khô, tán nhỏ. Mỗi ngày 2 lần lấy 4g bột thuốc pha với nước đun sôi để nguội hoặc một chén rượu nhỏ để uống. Một liệu trình điều trị bệnh phong thấp cần dùng 5-7 ngày liên tục nha. Vậy thì cũng đơn giản thôi đúng không? Ủa, nhưng mà đốc tư khỏe ơi, khi mà chúng ta dùng củ riền thì chúng ta có cần phải lưu ý cái gì không? Củ riền là một loại thực vật lành tính, không có độc, nhưng chúng ta cũng nên lưu ý là dùng đúng liều lượng và thời gian được khuyến cáo thôi nha. Và cuối cùng là khi có vấn đề về sức khỏe, cần thăm khám và hỏi ý kiến của thầy thuốc hoặc bác sĩ trước khi sử dụng nha các bạn. Cảm ơn đốc tư khỏe và bạn củ riền nhiều nha. Các bạn khán giả ơi, thời lượng của chương trình đến đây thì đã kết thúc rồi. Bây giờ thì Ngọc Lan, Đốc Tư Khỏe, bạn Trâu và bạn Củ Riền xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại các bạn khán giả nha.